Truyền thông Trung Quốc ngỡ ngàng, ngay sau khi đến Bắc Kinh, người đầu tiên Tổng thống Putin gặp là Chủ tịch nước Việt Nam. Các bạn thân mến, sáng ngày 17 tháng 10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu tham dự diễn đoàn cao cấp hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường, lần thứ 3 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau khi đến sân bay, Trung Quốc đã tổ chức lễ đón long trọng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến tham dự diễn đàn. Khi thấy lễ đón này, nhiều netizen Việt Nam đã bình luận như sau: hôm nọ Cam qua thăm Trung Quốc mà không được long trọng như Việt Nam. Anh em đến chơi, nó phải khác chư hầu qua diện kiến chứ. Tôi thích cách trả lời của bạn, bạn là người thông minh. Họ đón mình cũng bài bản thật, cách đây mấy tháng họ đón Pháp nhìn đúng chán luôn. Dù sao thì Trung Quốc vẫn là đối tác kinh tế quan trọng nhất nhì của Việt Nam mình. Đó là một số bình luận của netizen Việt Nam sau khi thấy Trung Quốc tổ chức lễ đón long trọng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Theo chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dự lễ khai mạc diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ có nhiều cuộc họp tiếp xúc song phương quan trọng với lãnh đạo các nước cùng tham dự diễn đàn này, trong đó có Tổng thống Nga Putin. Theo một số nguồn tin tại Trung Quốc, ngay sau khi đến Bắc Kinh, người đầu tiên Tổng thống Nga Putin gặp là Chủ tịch nước Việt Nam. Kênh truyền thông này thắc mắc, Nga đang muốn làm gì? Tiếp theo, kênh truyền thông này phân tích, Tổng thống Nga Putin, người đã thu hút nhiều sự chú ý từ tất cả mọi người khi đã lên kế hoạch cho chuyến thăm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Mông Cổ và Lào bằng một loạt các đàm phán song phương. Tất cả đều biết, sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt giữ vào tháng 3 năm nay, Putin đã không thực hiện chuyến thăm đối ngoại nào trong hơn nửa năm. Và lần này, diễn đàn Vành đai và Con đường không chỉ tạo ra một cơ hội tuyệt vời để liên lạc giữa các lãnh đạo Trung Quốc-Nga mà còn tạo cơ hội để Moscow hội đàm với lãnh đạo các nước khác. Điều đáng nói ở đây là ông Putin đã chọn Chủ tịch nước Việt Nam là người đầu tiên sẽ gặp trong chuyến thăm này. Nga đang có mục đích sâu xa hơn trong cuộc gặp này. Các bạn nên biết rằng, trước chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin đến Trung Quốc, thì trước đó đã có phái đoàn quốc gia Nga đến thăm chính thức Việt Nam. Trước đó, đại diện hai nước đã đạt được một số thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là thăm dò dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam. Ngoài hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, hai nước cũng đã đạt được các thỏa thuận hợp tác quân sự. Điều này cho thấy quan hệ giữa Nga và Việt Nam vẫn đang tốt đẹp, bất chấp chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden tới Việt Nam. Đó là chia sẻ của kênh truyền thông này đến với netizen Trung Quốc. Ngoài ra họ còn nói rất nhiều thứ nữa, ép chỉ dịch ra những ý chính để mọi người dễ hiểu. Các bạn hãy nhìn vào video này, có một điều lạ lùng xuất hiện ở đây. Trong khi có hàng ngàn lượt like, chia sẻ, nhưng bình luận chỉ có vài cái, các bạn biết tại sao không? Đó là vì hệ thống kiểm duyệt tường lửa của Trung Quốc đang hoạt động để loại bỏ những nội dung liên quan đến vấn đề này. Rất nhiều video đã bị xóa hết bình luận, nhưng vẫn không thể nào qua mắt được độ hóng hớt của bà hàng xóm 4.0. Ngay sau đó, mình đã tìm được một video có nội dung tương tự về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Nên chúng ta cùng nhau xem netizen Trung Quốc đã nói gì trước khi bị xóa nhé! Chỉ khi các nước đoàn kết lại mới có thể mạnh mẽ, mọi quốc gia đều có thể chung sống hòa bình, đất nước và con người sẽ được bình yên. Việt Nam giỏi thật, họ vừa chơi được với Mỹ, vừa chơi được với Nga. Trên thế giới ai cũng biết, nếu chơi với Mỹ thì không thể làm bạn được với Nga, và nếu chơi với Trung Quốc thì không thể chơi với Mỹ. Hãy chuyển Liên Hợp Quốc đến Bắc Kinh, đây không phải là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sao? Chỉ cần Trung Quốc, Nga và Việt Nam đoàn kết thì không sợ bất kỳ thế lực nào. Chào mừng thêm nhiều quốc gia yêu trụng hòa bình đến thăm, tôi hy vọng Trung Quốc và Việt Nam sẽ thân thiện với nhau. Nhìn Chủ tịch nước Việt Nam còn rất trẻ, có vẻ như sự tăng trưởng của Việt Nam những năm gần đây không phải là vô lý. Khí chất của hai vị lãnh tụ Nga và Việt Nam mạnh mẽ quá, khác biệt với những nước khác. Động thái này của Việt Nam đã nâng cao vị thế quốc tế và hình ảnh quốc gia. Chắc chắn Mỹ sẽ tức giận vì hành động này của Việt Nam. Trong khi Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ với Việt Nam, thì nước này vẫn vô tư hồn nhiên bắt tay với Nga như chưa có chuyện gì xảy ra. Nga đáng tin cậy hơn Mỹ gấp trăm lần, Hoa Kỳ ngày càng bị cô lập, đây là xu hướng chung, quyền bá chủ của nước này đang từng bước bị suy yếu. Người Việt Nam sẽ không bao giờ quên nỗi đau mà họ đã trải qua. Trước lợi ích chính trị quốc tế, sẽ là quá ngây thơ nếu nói về nỗi đau và hận thù trong quá khứ. Lợi ích quốc gia được đặt lên hàng đầu, trung lập là chính sách ngoại giao mà Việt Nam đang lựa chọn, quá khôn khéo. Việc Tổng thống Nga chọn gặp mặt Việt Nam đầu tiên đủ để cho thấy quan hệ của hai nước này như thế nào. Điều đó cũng cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam đối với Nga.
Việt Nam với tư cách là một thành viên của Đông Nam Á, để kiếm lợi ích từ các nước lớn, Việt Nam phải luôn giữ vững cán cân của mình. Cách giải quyết vấn đề tốt nhất là không nên chọn phe giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ, thậm chí là xích lại gần Trung Quốc và Nga hơn. Hiện tại, Việt Nam đang đi đúng hướng, tương lai vô cùng tươi sáng. Hiện nay, Nga có thể có những động thái nhằm kiểm chứng và làm hòn đá tảng trong quan hệ với nhiều nước. Việt Nam vẫn rất cảnh giác với Mỹ, bởi Việt Nam biết rất rõ nếu đến gần Mỹ thì cách mạng màu sẽ đến sớm hơn. Rõ ràng Việt Nam cũng đã đánh giá tương lai của châu Á không phải do Mỹ quyết định. Tôi nghĩ Trung Quốc và Nga đang đóng vai trò là người tạo dựng hòa bình. 20% nền kinh tế Việt Nam được thúc đẩy bởi khai thác dầu và phần lớn dầu được khai thác ở Biển Đông. Nhiều hòn đảo gần được Việt Nam và Nga cùng nhau khai thác, chắc chắn có thể giúp phát triển kinh tế Việt Nam. Việt Nam đang có một động thái đúng đắn, tôi ủng hộ Việt Nam. Chỉ có xích lại gần hơn với Trung Quốc mới có thể ổn định, hòa bình và phát triển. Điều này cho thấy Nga rất tin tưởng vào Việt Nam, chắc chắn Việt Nam sẽ không về phe Mỹ. Nga trước đây rất tốt với Việt Nam và chưa bao giờ làm hại Việt Nam. Việt Nam và Nga luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Việt Nam cũng là khách hàng lớn trong xuất khẩu vũ khí của Nga, có lịch sử lâu đời trong phát triển dầu khí ngoài khơi và các lĩnh vực khác. Trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Việt Nam đang làm tốt, Ấn Độ đang làm tốt, họ đều có trụ cột. Môi trường xung quanh nước ta ngày càng tốt hơn, điều đó đáng mừng hơn đáng sợ. Tôi thấy điều quan trọng nhất là Việt Nam đã nhìn thấy sức mạnh và sự cứng rắn của Nga và nhận ra rằng làm con tốt của Mỹ chẳng có ích lợi gì, bởi vì Mỹ chỉ lợi dụng. Nga vừa hùng mạnh vừa thân thiện, không phải Nga xa lánh chúng ta mà là Việt Nam đã được Nga quan tâm hơn. Mỹ từng làm cho Việt Nam gần như cằn cỗi, làm sao Việt Nam có thể tin tưởng vào Mỹ, một đất nước lưu manh đã làm biết bao nhiêu điều ác. Chúng ta cũng nên tìm cách hợp tác với Philippines. Liên minh này giữa Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, Ấn Độ, Việt Nam và Philippines có thể được coi là một thanh kiếm sắc bén. Đừng vội vui mừng, Nga và Việt Nam thường tổ chức tập trận quân sự ở Biển Đông. Điều đó đang đe dọa tới Trung Quốc. Việt Nam, Ấn Độ và Nga đều tốt. Có thể cải thiện quan hệ láng giềng của Trung Quốc, điều đó có lợi cho Trung Quốc. Việt Nam thật dũng cảm, rất tốt. Nga và Việt Nam tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị. Điều này rất đúng. Việt Nam tốt nhất nên khôn ngoan và đừng trở thành kẻ thù của Trung Quốc và Nga. Việt Nam và Nga từ trước đến nay là đồng minh truyền thống. Dù có chuyện gì đi nữa cũng không thể chia rẽ được họ. Tư duy của Việt Nam tương đối sáng suốt nhưng không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trong tình hình hiện nay, chúng ta nên ủng hộ Nga và Việt Nam xích lại gần nhau hơn. Nga đang lôi kéo Việt Nam đối phó với Mỹ, còn Mỹ thì đang lôi kéo Việt Nam đối phó với Trung Quốc. Lúc này, Việt Nam và Nga đã ngày càng xích lại gần nhau hơn, thời điểm tốt nhất để nhận thiết bị quân sự từ Nga trong tương lai. Việt Nam rất thông minh, biết đâu là bạn, biết đâu là kẻ thù, lợi ích quốc gia luôn đặt lên hàng đầu. Việt Nam, Triều Tiên, Iran được Trung Quốc, Nga hậu thuẫn về mặt địa lý. Mỹ rất ngần ngại tấn công ba nước này. Tôi hy vọng mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Xin ca ngợi tình hữu nghị Nga-Việt. Nhà lãnh đạo Việt Nam khôn ngoan và quyết đoán. Việt Nam hiểu rất rõ vì sao Mỹ lại lôi kéo mình và giá trị của Việt Nam là gì. Các bạn đừng vội vui mừng, theo thời gian, liên minh giữa Nga, Ấn Độ và Việt Nam sẽ gây bất lợi cho Trung Quốc. Việt Nam cũng có quan hệ hữu nghị, truyền thống với Nga. Nga muốn chống lại sức ép của Mỹ và phương Tây. Tương tác với các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống là chiến lược duy trì tình hữu nghị. Đây có thể không phải là điều tốt cho Trung Quốc. Tình hàng xóm tốt là rất quan trọng. Chỉ có quan hệ láng giềng tốt mới có lợi cho sự phát triển. Việt Nam thực sự rất khó khăn. Ba nước lớn Trung Quốc, Mỹ và Nga chơi một thế trận cân bằng. Muốn chơi tốt là rất khó. Nước đi thông minh của Việt Nam là mặc cả với Mỹ, nên hiểu rằng Mỹ sẽ không bao giờ tin tưởng Việt Nam vì Việt Nam rõ ràng thiên vị Nga. Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với Nga, hợp tác kinh tế trong mua sắm quân sự và thăm dò dầu khí ở Biển Đông, nên không có gì ngạc nhiên khi Tổng thống Putin gặp Chủ tịch nước Việt Nam đầu tiên. Đa số mọi người đều không chú ý rằng các cuộc tập trận Nga-Việt, một mũi tên trúng hai con chim, cả hai nước đều có chương trình nghị sự ẩn giấu của riêng mình, điều này không tốt cho Trung Quốc. Trí tuệ chính trị của người Việt Nam khá đáng tin cậy, họ sẽ không xung đột với nước láng giềng Trung Quốc đâu. Sự gần gũi hơn giữa Việt Nam và Nga có thể không phải là điều tốt cho chúng ta. Nhìn chung, mối quan hệ chặt chẽ hơn của Nga với Việt Nam mang lại nhiều lợi ích hơn là bất lợi cho Trung Quốc. Về trên là những đánh giá của nhiều chuyên gia online Trung Quốc. Có vẻ như Trung Quốc đang rất vui mừng khi thấy Nga và Việt Nam vẫn có một quan hệ tốt đẹp. Có người thì khen cách ngoại giao cây tre của Việt Nam
luôn giữ vị trí trung lập, không nghiêng về một thế lực nào cả. Có người Trung Quốc thì sợ Việt Nam sẽ nghiêng về Mỹ hoặc Nga trong quân sự. Điều này sẽ uy hiếp đến Trung Quốc. Nhưng các bạn Trung Quốc hãy yên tâm, với chính sách 4-0 của Việt Nam, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ khí hoặc đe dọa sử dụng vũ khí trong quan hệ quốc tế. Việt Nam luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia trên thế giới vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển. Đó là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.